Hello, chào mừng đến xem video, tôi là Tuấn Phong Huy. Trong những ngày qua ấy, thì có một số người hỏi tôi rằng là không biết rằng là rốt cuộc là cái linh phù này ấy, là cái năng lượng của nó ở vỏ linh phù hay là ở trong cái lõi của linh phù, đúng không ạ? Có rất là nhiều người thắc mắc là khi xem video của tôi thì có thấy tôi đưa cái này vào bên dưới cái thước tầm long và cái thước tầm long không quay, thì có rất là nhiều người đặt câu hỏi là không biết là năng lượng là ở vỏ hay là ở cái lõi linh phù này. Thì trong video này thì tôi sẽ sử dụng một cái lắc cảm xạ là một trong những công cụ để kiểm tra năng lượng, để đo năng lượng xem là rốt cuộc là cái năng lượng nó ở vỏ hay là ở lõi. Thì các bạn hãy cùng theo dõi. Đây tôi sẽ sử dụng cái con lắc cảm xạ để đo các bạn xem. Đây, ở vị trí này ấy là một là tôi đã bóc riêng ra, một thứ nhất là vỏ linh phù và lõi linh phù. Và sau đây để đây là cái phác đồ chỉ số Bovit để đo năng lượng của vật chất từ 0 cho đến 18 mm. Thì sau đây tôi sẽ sử dụng con lắc cảm xạ để mà đo cái năng lượng của cái vỏ và một cái để đo năng lượng của cái lõi của linh phù này. Mọi người hãy cùng xem nhé, xem điều gì sẽ diễn ra. Tôi sẽ trực tiêu trường năng lượng của con lắc này. Và sau đó sẽ đo cái năng lượng của cái vỏ linh phù xem là rốt cuộc nó là chỉ số là bao nhiêu bovit. Đây, tôi sẽ đẩy một đường vuông góc và con lắc nó sẽ tự chuyển động về phía nào thì cái trường năng lượng nó sẽ về phía đấy. Mọi người lưu ý là đây, tay tôi là hoàn toàn giữ nguyên chứ không phải là tay tôi đưa về phía nào đó, tay hoàn toàn là giữ nguyên. Nếu như bạn đã từng nghiên cứu bộ môn cảm xạ học thì bạn hoàn toàn là có thể biết về cái điều này. Đó, bạn có thể cảm nhận được cái trường năng lượng của lắc nó đang hướng dần về phía chiều không. Đấy, nó đang hướng dần về chiều không. Đấy, mọi người thấy này. Đấy, như vậy là cái vỏ của linh phủ ấy thì hầu như là không có năng lượng. Mọi người thấy này. Đấy, nó là khoảng tầm 1000 bovit hoặc là thậm chí là gần về không. Đấy, như vậy là cái vỏ linh phủ này thì nó không có cái năng lượng gì cả. Đấy, sau đây tôi sẽ đo cái năng lượng của cái lõi của linh phủ. Đấy, cái lõi linh phủ này. Đấy, xem là năng lượng là bao nhiêu bovit nha. Đây mọi người thấy, ở đây tôi sẽ chấm vào đây và đẩy một cái lực vuông góc lên. Thì xem là rốt cuộc là năng lượng của cái lõi linh phủ là bao nhiêu bovit. Đấy, con lắc nó sẽ tự chuyển động. Và các bạn đẩy tay của tôi nhé, tay tôi là hoàn toàn giữ nguyên đấy, chứ không phải là tay tôi thích dịch chuyển phía bên nào đâu. Đó, mọi người thấy này. Đấy, con lắc nó liên tục, cho dù tôi có để đây lâu hơn nữa thì con lắc nó vẫn liên tục dịch chuyển ở vị trí 9000 bovit. Đấy, mọi người thấy chưa? Rất là lâu rồi, vẫn ở vị trí đấy. Và cái điều này chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái năng lượng của cái lõi của linh phù này là đạt 9000 bovit. Cũng như là cùng với lại cái năng lượng mà như video trước mà tôi đã chia sẻ về cái linh phù mà sau khi khai quang. Và rất là nhiều khách hàng không tin được cái điều này đã đến trực tiếp đây và đã được tôi cho trải nghiệm thực tế là sau khi sử dụng thước tầm long mà quay ấy, thì để linh phù vào lập tức là nó sẽ hết quay, đúng không ạ? Và nó có một cái năng lượng rất là mạnh. Thì thông qua video này thì rất là hy vọng bạn có thể hiểu được về cái năng lượng của linh phù cũng như năng lượng vật chất, tức là khi mà chúng ta sử dụng những cái linh phù để chúng ta mang tính chất về cầu tài này, rồi thì cầu về công danh sự nghiệp mà chúng ta sử dụng thì nó phải có năng lượng thì nó mới có thể tạo ra những cái trường thì tốt cho mình chúng ta được. Thì cảm ơn mọi người và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.